Thắng Solomon 10-0 sau 2 lượt, tuyển Việt Nam sang năm Mỹ đá với vô địch World Cup. Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán 3 trận với nhà vô địch World Cup 2016 và 3 trận với Paraguay. Sau 2 trận giao hữu lượt đi và về tại nhà thi đấu quận 8, đội tuyển Futsal Việt Nam (VN) đã đến Argentina để trải qua 6 trận giao hữu rất chất lượng. 2 trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và nhà vô địch Châu Đại Dương (OFC) quần đảo Solomon, Việt Nam thắng lượt đi và về đều cùng tỷ số 5-0. Từ đó, huấn luyện viên Vistosi Diego Raul Gut danh sách 16 cái tên cầu thủ đi Nam Mỹ tập huấn để chuẩn bị thao dự vòng loại World Cup 2024. Sang Paraguay, tuyển Việt Nam đá 3 trận giao hữu với nhà vô địch với cường quốc Futsal thế giới Paraguay, sau đó đến quê hương của huấn luyện viên Diego Raul, Argentina để tiếp tục đá giao hữu với nhà vô địch World Cup 2016. Theo lịch đá giao hữu, tuyển Việt Nam gặp Paraguay ở trận thứ nhất vào lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 6, theo giờ Việt Nam, tức 20 giờ ngày 6 tháng 6, theo giờ địa phương, Paraguay. Trận thứ hai diễn ra cùng 7 giờ ngày 6 tháng 6 và trận cuối với tuyển Paraguay cùng 7 giờ ngày 9 tháng 6. Sau đó toàn đội di chuyển sang Argentina để đá 3 trận với nhà vô địch thế giới 2016, theo lịch vào lúc 6 giờ vào các ngày 11, 13 và ngày 15 tháng 6. Theo giờ Việt Nam, tức 20 giờ ngày 12, 14 và ngày 16 tháng 6, theo giờ địa phương Argentina. Huấn luyện viên Gusto Diego Raul của tuyển Việt Nam chính là thuyền trưởng dẫn dắt tuyển Argentina lên ngôi World Cup 2016, diễn ra tại Colombia khi đánh bại tuyển Nga 5-4 ở chung kết. Tại giải này, tuyển Việt Nam đu huấn luyện viên Bruno Garcia dẫn dắt vào vòng 1 tháng 8 và bị tuyển Nga chặn đứng với chiến thắng 7-0. World Cup Futsal 2024 sẽ có những thay đổi về mặt thể thức vòng loại. AFC tiến hành bốc thăm các bảng đấu trên bình diện châu lục chứ không phải trải qua các giải khu vực làm vòng loại cho giải châu lục, rồi từ giải châu lục làm vòng loại cho World Cup với khu vực châu Á, FIFA phân bổ bốn suất. Với tư cách người nhà như huấn luyện viên Justozi của tuyển Việt Nam, tất nhiên ông đã móc nối để đội tuyển Việt Nam có được những trận đấu cực chất. Argentina chỉ có một nền futsal trung bình ở Nam Mỹ mà thôi, thua xa gã hàng xóm Brazil đã 5 lần vô địch World Cup. Tuy nhiên năm 2016, huấn luyện viên Justozi dẫn dắt tuyển Argentina và đưa đội lên ngôi thế giới. Tên tuổi huấn luyện viên này trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Nam Mỹ.